Xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với tin người Việt Canada Thưa quý vị, hôm nay là bản tin sáng ngày 24 tháng 3 Và nếu như nhiệt độ tại thành phố Toronto vào ngày hôm qua cũng như là tối hôm qua thì trời tuyết cũng như là mưa thì ngày hôm nay tại tỉnh bang Quebec tại thành phố Montreal thì cũng đã có mưa và dường như ở nắng ấm vào tuần trước là không còn vào tuần này hy vọng là những ngày cuối tuần thì chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà đón những ngày nắng ấm vào mùa xuân và để mở đầu chương trình là một cập nhật khi mà mưa to và gió lớn gây mất điện tại thành phố Toronto vào tối ngày hôm qua vào ngày hôm qua thì hàng ngàn cư dân đã không có điện để sử dụng trong vài giờ tại thành phố Toronto vào tối 23 tháng 3 sau khi mà mưa lớn cũng như là gió mạnh làm đổ cây cối và các hệ thống dẫn nước. Một cảnh báo thời tiết đặc biệt của cơ quan môi trường Canada đã được ban hành cho Toronto và các khu vực xung quanh cảnh báo về lượng nước mưa đáng kể có thể đồng lại trên một số tuyến đường. Cơ quan thời tiết cho biết khu vực có thể có lượng mưa lên tới 20mm trong khoảng thời gian từ chiều thứ Tư đến sáng thứ Năm ngày 24 tháng 3. Cơ quan cũng cho biết thêm rằng mưa sẽ kèm theo gió mùa đông mạnh lên tới 40 km h và có thể dẫn tới mất điện cục bộ. Toronto Hydro cũng cho biết là họ đang giải quyết tình trạng mất điện rải rác ở khắp thành phố. Tại khu vực High Park, khoảng 2.800 khách hàng đã không có điện để sử dụng vào thời điểm cao điểm mất điện. Và ngay trước 11 giờ đêm, thì điện trong khu vực lân cần đã được khôi phục. Cảnh sát cũng như là các dịch vụ cứu họa cũng đã có phản hồi một số cuộc gọi liên quan đến thời tiết, bao gồm việc cây đổ, cột điện đổ và một máy biến áp điện đã bị nổ. Hiện không có bất kỳ một thiệt hại nào về người được báo cáo và gió mạnh cũng thổi các mạnh vỡ từ một công trường xây dựng lên các làng đường đi về phía tây của đường cao tốc Gardiner tại đại lộ Westermer và mưa dự kiến sẽ giảm dần vào sáng ngày hôm nay 24 tháng 3. Trời sẽ nhiều mây vào thứ năm với khoảng 40% khả năng có mưa rào, bầu trời vẫn tiếp tục u ám cũng như là nhiệt độ sẽ khoảng 12 độ C thưa quý vị. Và vào thứ sáu ngày mai 25 tháng 3 thì dự báo trời sẽ có nhiều mây với 60% khả năng mưa rào tiếp tục cũng như nhiệt độ là 7 độ C và quay lại vấn đề mà nhiều người uh, duy ly cảm thấy là khi mà bản tin người việt cập nhật những tin tức liên quan đến nhà cửa uh, tình hình địa ốc thì nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý vị uh, và một lý do khiến cho giá nhà thuê tại Vancouver đã tăng 23% so với năm ngoái là những người thuê nhà ở Vancouver đã phải trả nhiều tiền hơn mỗi tháng so với bất kỳ một thị trường nhà ở nào khác tại Canada và một báo cáo gần đây cho thấy tình hình năm nay thậm chí còn tồi tệ hơn năm ngoái. Một báo cáo quốc gia từ Rentals.ca đã cho thấy những người thuê nhà mới trong thành phố đang trả cho chủ nhà trung bình là tới 2.239 đô la mỗi tháng cho căn hộ có một phòng ngủ vào tháng 2. Như vậy thì đã tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Và đối với các căn hộ mà hai phòng ngủ thì chủ nhà đang tìm kiếm 3.050 đô la mỗi tháng, tăng 17,62% so với những gì được yêu cầu trong danh sách được đăng vào tháng 2 năm 2021. Như vậy thì nhìn vào giá thuê trung bình và sự thay đổi hàng năm của giá thuê căn hộ của Vancouver thì mức tăng thậm chí còn đáng kể hơn. Tỷ lệ vào tháng 2 cao hơn 23% so với tháng tháng này vào năm ngoái. À, và những người phụ trách báo cáo cho biết là khu vực Vancouver có mức thay đổi tiền thuê nhà hàng ngày, hàng năm cao nhất thế giới, xin lỗi, cao nhất tại Canada à, và Victoria đứng thứ hai với khoảng 22%. Một phần lý do khiến sự thay đổi này trở nên rất quan trọng trong năm nay là do giá thuê nhà trên thực tế đã giảm ở hai thị trường này vào tháng 2 năm 2021. Những con số này được tính dựa trên danh sách hiện tại, có nghĩa là chúng áp dụng cho những người mới thuê nhà, không phải là những người thuê nhà dài hạn. Và theo luật của tỉnh thì mức tăng tiền thuê nhà có hiệu lực trong năm nay chỉ có thể lên tới là 1,5%. Nhưng mà khi những hợp đồng thuê kết thúc thì nếu người thuê nhà bị chuyển đi hoặc là bị đuổi ra ngoài thì chủ nhà có thể cho thuê căn hộ này với bất kỳ một cái số tiền nào mà họ muốn. Đây chính là lý do khiến cho giá nhà ở Vancouver đã tiếp tục tăng trong thời gian gần đây. Và tin tức này không thể không gây ngạc nhiên cho những ai phải tìm một căn nhà cho thuê ở cả hai khu vực và nó lý giải cho một báo cáo được công bố vào tháng 2 từ Tổng Công ty Thế chấp về Nhà ở của Canada cho thấy thị trường Vancouver từ lâu nay đã trở thành một trong những nơi đắt đỏ nhất Canada. Và về lý do tại sao mà nó đắt như vậy và tại sao tỷ giá tiếp tục tăng thì có rất nhiều yếu tố tác động. Trong số đó có một thực tế là dân số của tỉnh bang British Columbia thưa quý vị đang tăng nhanh hơn bất kỳ một tỉnh nào khác và lạm phát giá tăng cũng đang đẩy cho giá nhà thuê à, đang tăng lên. Vấn đề cung và cầu cũng tiếp tục gia tăng song song những gì mà chủ nhà có thể yêu cầu và mong đợi nhận được. Jeff Francis của Otwin Realtor đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CTV News vào ngày 21 tháng 3 rằng Um, ông lưu ý những nỗ lực đang được tiến hành để có thể thay đổi điều này. Thành phố Vancouver chắc chắn đang thực hiện kế hoạch sử dụng các tòa nhà tập trung vào việc cho thuê và phê duyệt những tòa nhà đó, nhưng đồng thời trong thời gian chờ đợi hơn 18 tháng để được phê duyệt thì có lẽ bạn cần phải chuẩn bị ở một cái chỗ ở khác trong khoảng từ 3 đến 4 năm trước khi được chuyển đến những cái căn hộ có giá niêm yết này. Tuy nhiên thì một số người cho rằng những tòa nhà mới đó thậm chí là có thể không tạo ra được nhiều khác biệt về giá khi mà nói đến uh, những cái căn nhà khác so với hiện tại. Và tiếp đến là tin tức tại Kangaroo, khi mà Kangaroo họ đang đăng tuyển uh, những cái cơ hội việc làm và đặc biệt là tổ chức hội trợ tuyển dụng việc làm cho những người trẻ vào tháng 4 này thưa quý vị. Thành phố Kangaroo sẽ tổ chức hội trợ tuyển dụng thanh niên thường niên vào tháng tới và hàng chót để cho các công ty ghi danh tham dự là thứ năm ngày 24 tháng 3, tức là ngày hôm nay. Hội trợ tuyển dụng cho Trung tâm Việc làm Thanh Thiếu Niên, viết tắt là YEC, tổ chức sẽ được thực hiện vào 1 giờ 30 chiều đến 6 giờ chiều thứ năm ngày mùng 7 tháng 4 tại tòa nhà Bitfor ở công viên Stambell. Và sự kiện này sẽ giới thiệu các cơ hội việc làm từ nhiều ngành nghề khác nhau cho các bạn trẻ. Các quan chức của thành phố cho biết sự kiện thường thu hút hơn 5, hơn 5.000 người tìm việc trong độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi đang tìm kiếm các vị trí như là bán thời gian, toàn thời gian hay là một công việc cố định, bình thường hoặc là thời vụ. Và sự kiện năm nay đánh dấu lần thứ 24 sự kiện này được tổ chức. Và thưa quý vị, để biết thêm thông tin hoặc là ghi danh về tham dự của các công ty thì có thể truy cập website có tên là canwari.ca Trends and Youth Youth Employment Center. Quebec cắt giảm một số trợ cấp về mua xe điện. Những người muốn mua một chiếc xe điện ở Quebec sẽ không còn được nhận lại một số tiền như trước đó đã từng thông báo. Ngân sách hôm ngày 22 tháng 3 đã kêu gọi cắt giảm các khoản trợ cấp cho việc mua ô tô mới chạy hoàn toàn bằng điện từ 8.000 đô la xuống còn 7.000 và từ 4.000 xuống còn 3.500 cho xe chạy hoàn toàn bằng điện đã qua sử dụng. Việc cắt giảm diễn ra khi mà chính quyền của CAQ cho biết họ muốn có thêm 1,5 triệu xe điện trên thị trường vào năm 2030 và thật không thể tin được là họ đã làm điều đó. Đây là những lời của Chủ tịch Robert Porty, Tổng công ty ô tô của Quebec đã nói. Chính quyền cho biết họ đang điều chỉnh các khoản trợ cấp để phản ánh khoảng cách chênh lệch về giá giữa xe điện cũng như là xe xăng dầu đang thu hẹp. Nhưng mà các đại lý xe hơi cho rằng việc cắt giảm trợ cấp sẽ làm giảm nhu cầu đối với xe điện. Ông Porty đã nói họ phải đợi một năm để có được chiếc xe điện và mất 1.000 đô, đôi khi là 3.000 cho xe hybrid Nhà phê bình tài chính là Ruba của Quebec cũng nói thêm rằng việc cắt giảm trợ cấp cũng không giúp giảm được phát thải khí nhà kính. Chính quyền đã quyết định hạ nó xuống nhưng mà không thay thế nó bằng các khoản đầu tư khác vào giao thông công cộng và điều đó thật là tệ. Theo các nhà phân tích chính trị, thì các khoản giảm giá hiện tại chỉ có lợi cho những người có thu nhập cao, các khoản trợ cấp sẽ bị loại bỏ dần vào một thời điểm nào đó nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi nghĩ là quá sớm. Tuy nhiên vấn đề không phải là số tiền trợ cấp mà là cách chúng được phân phối. Bà Ecoty đã khuyến nghị giới hạn được trợ cấp ở một số mức thu nhập nhất định và tăng trợ cấp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn để có thể dân chủ hóa việc khả năng sử dụng xe điện. Và thưa quý vị, tạm gác lại những tin tức tại một số tỉnh bang ở Canada, thì tiếp theo là những tin tức tại Việt Nam, khi mà những hình ảnh mới nhất của bà Nguyễn Phương Hằng tại Cơ quan Công an vào ngày 24 tháng 3 tại Sài Gòn, Công an Sài Gòn Việt Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Và thông tin này cũng đang gây sốt mạng xã hội trong ngày hôm nay. Ngày 24 tháng 3 thì cơ quan cảnh sát điều tra tại Sài Gòn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, ngụ tại quận 3 là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 của Bộ luật hình sự năm 2015 của Việt Nam. Và trước đó, ngày 11 tháng 3 thì cơ quan cảnh sát điều tra tại Sài Gòn cũng cho biết đã tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh của bà Nguyễn Phương Hằng kể từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022 để phục vụ cho việc xác minh và điều tra. Thời gian qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam ở phường Hiệp An thành phố Thủ Dầu Một của ông Huỳnh Minh Hưng, tức là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, và ông Lê Công Vinh, cầu thủ Công Vinh, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hằng Ni, Đinh Thị Lan, cũng tại Sài Gòn và bà Trần Thị Thủy Tiên, tức là ca sĩ Thủy Tiên. Các cá nhân, nghệ sĩ nêu trên đã tố giác bà Hằng về các hành vi làm nhục người khác, vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân sự việc này vẫn đang tiếp tục được nhiều người quan tâm và nếu như quý khán thính giả cũng quan tâm và mong muốn được cập nhật thông tin này thì mời quý vị hãy comment vào dưới phần bình luận chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và gửi đến quý vị những bản tin mới nhất và thưa quý vị, trong ngày hôm nay, nếu như mọi người cũng đang quan tâm đến vụ máy bay rơi tại Trung Quốc, thì chúng ta hãy cùng nhìn lại những vụ tai nạn máy bay thảm khốc trong lịch sử thế giới. Trong lịch sử thế giới, thưa quý vị, đã xảy ra không ít vụ tai nạn máy bay thảm khốc và đây gần như là án tử cho mọi hành khách và thành viên phi hành đoàn trên các chuyến bay. Thứ nhất là vụ va chạm trên không trung Grand Khan vào năm 1956. Vào ngày 30 tháng 6 năm 1956, thì máy bay của Douglas DC-7 của hãng hàng không United Airlines đã va chạm với máy bay Lockheed L-1049 Super Constellation của hãng hàng không Trans Airlines trên khu vực Grand Canyon, của Arizona của Hoa Kỳ và vụ va chạm đã khiến cho 128 người thiệt mạng và đã thay đổi ngành hàng không của Mỹ mãi mãi. Trong ảnh là phần đuôi bị đứt rời của máy bay. Thảm họa hàng không của Munich năm 1958 Thảm họa hàng không Munich có tên gọi là vụ tai nạn ngày 6 tháng 2 năm 1958 của chuyến bay 609 hãng hàng không British European Airways chiếc máy bay này đã gặp tai nạn vào lần cố gắng cất cánh thứ ba trên đường băng phủ đầy tuyết tại sân bay Munich của Munich. Trong số 23 người tử vong trên chuyến bay, có các thành viên của đội bóng Manchester United và hai máy bay va chạm trên bầu trời New York, Mỹ năm 1960 và trong ảnh là hiện trường vụ rơi máy bay ở Brooklyn vào ngày 18 tháng 12 năm 1960 sau vụ va chạm trên không giữa các chuyến bay 826 của United Airlines và chuyến bay 266 của Change World. Vụ va chạm đã khiến tất cả 128 người trên hai máy bay và 6 người dưới mặt đất đã thiệt mạng. Tiếp đến, thưa quý vị, là ngày 18 tháng 6 năm 1972, chuyến bay 548 của hãng hàng không British European Airways đã rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Heathrow của London tất cả 118 người trên máy bay đều bị thiệt mạng. Và vụ tai nạn được gọi là thảm họa hàng không Stennis do xảy ra gần thị trấn Stennis. Trong ảnh là đóng đổ nát của chuyến bay này. Ở phía bắc thủ đô Paris của Pháp, sau khi rơi, ngày 3 tháng 3 năm 1974, vụ tai nạn đã khiến tất cả 346 người trên máy bay bị thiệt mạng. Và tai nạn chết người nhất trong lịch sử hàng không xảy ra vào ngày 27 tháng 3 năm 1977 khi mà một máy bay phản lực KLM 747 đã va chạm với một máy bay phản lực Pan Am 747 trên đường băng tại sân bay Los Rodeos, nay là sân bay Tenerife của đảo Tây Ban Nha và thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hơn 580 người. Tiếp đến là vụ máy bay ngày 23 tháng 6 năm 1985, vụ tai nạn của chuyến bay này thuộc hãng hàng không Air India đã rơi xuống đại Tây Dương ngoài khơi cực nam, cực tây nam của Ireland và đã khiến cho 320 người trên máy bay thiệt mạng. Một cuộc điều tra sau đó đã kết luận rằng một quả bom đã khiến cho chiếc Boeing 747 đã rơi. Trong ảnh là các thành viên của một tàu dịch vụ hải quân Ireland đang thu thập các mảnh vỡ từ máy bay. Động cơ và các mảnh vỡ nằm trên một cánh đồng ngô sau khi máy bay của hãng hàng không United Airlines rơi và vỡ thành nhiều mảnh vào ngày 19 tháng 7 năm 1987, trong khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp xuống Gateway và 111 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay và 184 người còn sống sót. Đây là một điều rất là hiếm và may mắn. Tiếp đến là vụ va chạm trên không trung tại làng Dabri năm 1996. Và trong ảnh quý vị đang xem thưa quý vị là hình ảnh của mảnh vỡ từ chuyến bay 763 của Saudi Arabia Airlines, một chiếc Boeing 747. Và đây là vụ máy bay đã khiến cho hơn 300 hành khách đã thiệt mạng. Tiếp đến, ngày 8 tháng 3 năm 2014 tại sân bay Kuala Lumpur của Malaysia, thì chiếc máy bay MS-370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bắt đầu cắt cánh tới Bắc Kinh. Và trên máy bay có 239 người, bao gồm 227 hành khách, trong đó có hai trẻ sơ sinh và 12 thành viên phi hành đoàn. Tuy nhiên, thì sau 2 giờ bay, chiếc máy bay này đã đột ngột biến mất khỏi màn hình radar và ngừng liên lạc với Trung tâm Kiểm soát Không lưu Subam cho đến nay không phát hiện một dấu vết của uh, chiếc máy bay mất tích và toàn bộ 239 người trên máy bay được cho là đã thiệt mạng. Nhục vậy thưa quý vị nhìn lại trong lịch sử thì chúng ta uh, đã thấy được có rất là nhiều các tai nạn máy bay đã xảy ra và rất là nhiều điều bí ẩn mà cho đến nay chúng ta vẫn chưa tìm kiếm. À, như vậy đây cũng là thông tin kết thúc những tin tức được cập nhật trong bản tin của người Việt ngày 24 tháng 3. Chúc quý vị có một ngày khởi đầu thật là bình an và thật là nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo vào ngày mai.